Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series về các game NFT Play to Earn. Và đây sẽ là video thứ 6 mình làm về con game Hero and Empire. Thì như các bạn đã biết, vừa rồi con game Hero and Empire này đã cho ra mắt một bản cập nhật mới nhất. Và cái bản cập nhật này đã ít nhiều thay đổi lối chơi của những người chơi trong con game Hero and Empire. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để các bạn chơi con game này một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Và video sẽ dành cho những người mới tham gia vào game hoặc là những bạn có ý định tham gia vào game. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái video này thôi các bạn. Thì đây là cái account mà mình lập. Các bạn thấy là nó không có một con tướng nào cả. Và cái account này mình lập chỉ với mục đích duy nhất là cho các bạn xem về cái nhiệm vụ của từ chapter 1 tới chapter 4, là cái chapter mà dành cho người mới tham gia vào game. Thì cái nhiệm vụ hàng ngày của nó đã thay đổi các bạn. Và cái nhiệm vụ hàng ngày của nó sẽ không, các bạn sẽ không nhận được token hair. Như các bạn thấy là các bạn sẽ nhận được 1 giờ vàng nè, 2 lượt đấu trường, 2 giờ vàng, một cái bình tiên dược và hai cái mảnh rare. Thì các bạn sẽ không nhận được token hair ở cái chapter 1 tới chapter 4. Từ chapter 5 trở lên thì các bạn mới có thể nhận được 25 token hair ở cái chat cuối này các bạn. Thì các bạn sẽ tham gia vào con game này như thế nào? Một là các bạn sẽ inbox cho mình. Mình sẽ đưa cho các bạn cái tập tài liệu này. Thì mình đã có nói về cái tập tài liệu này ở những cái video trước rồi. Đây các bạn. Các bạn sẽ inbox cho mình để mình gửi các bạn cái tập tài liệu này. Và các bạn sẽ có thể sáng tạo cái đội hình cho mình theo những cái hệ tộc và những cái lớp tướng như thế này. Thứ hai là các bạn sẽ có thể lên cái trang này. Đây là một trang mình thấy có rất nhiều anh em đã sử dụng cái trang này để build up cho mình một cái đội hình. Thì cái trang này nó là heroes.guide nha các bạn. Và các bạn sẽ vào cái tab này đó bạn. Và đây là những cái đội hình phổ biến nhất trong con game này. Và nó được đánh giá theo những cái tầng, như là S sẽ là những cái đội hình mạnh nhất. Tiếp theo sẽ là A, B và C. Thì đây là những cái đội hình tiêu biểu trong con game này. Đây các bạn thấy là đội hình God nè, đội hình tiên tộc, đội hình Warrior. Sẽ có rất là nhiều đội hình để các bạn có thể build up trong cái trang này. Và đội hình Beast nữa bạn. Thì đó là hai cách để các bạn có thể xây dựng cho mình một cái team, một cái đội hình để tham gia vào game. Và khi mà các bạn đã tham gia vào game rồi á, thì các bạn sẽ trải qua cái chapter 1 tới chapter 4. Và cách chơi mà các bạn sẽ chơi khi mà bạn tham gia vào game là các bạn, sau khi mà bạn build up xong cái đội hình nha, thì các bạn sẽ dự trữ cho mình một số lượng hair khá lớn. Sau cái bản cập nhật này, bởi vì cái chapter 1 tới chapter 4 các bạn, thì nó không có cho các bạn 25 token hair mỗi ngày. Cho nên là các bạn sẽ dự trữ để có thể nâng cấp được những cái con tướng của mình lên tới level 40, để có thể đi qua hết các chapter. Thì cái level 40 của nó thì sẽ là khoảng, thì đầu tiên là từ 10 các bạn lên 20 thì nó sẽ tốn khoảng 8 token hair. Từ 20 các bạn lên 40 sẽ là 13 token hair. Thì tổng cộng là các bạn sẽ được sẽ dự trữ 21 token hair cho mỗi con tướng. Thì các bạn có thể nâng một đến hai con tướng nữa lên cái level 60. Và các bạn yên tâm là khi mà các bạn, nó sẽ có các tiến trình nữa bạn. Khi bạn lên được cái màn 1-3 thì ở cái map 1 này nó cũng sẽ trao thưởng cho các bạn token hair. Cho nên là nó cũng sẽ bớt một phần token hair cho bạn khá là nhiều. Thì mình nghĩ là các bạn nên dự trữ khoảng 100 token hair cho cái đội hình mới, và 100 token hair các bạn dự trữ trong ví để có thể nâng cấp tướng. Và các bạn sẽ nạp vào cái ví này để nâng cấp tướng.
Và sau khi mà các bạn nâng cấp tướng hết thì mình nghĩ là các bạn nên nâng cấp tướng một lần luôn nhé bạn. Các bạn nên nâng cấp tướng một lần luôn. Thì 5 con tướng là khoảng 100 token he các bạn. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình từ cái màn 1 này, các bạn sẽ đi hết 40 lượt mỗi ngày. Thì mình tính toán là khoảng các bạn đi từ màn 1 tới màn 5 các bạn là sẽ khoảng từng 3 đến 4 ngày là các bạn sẽ có thể lên được cái màn 5.1. Mỗi ngày các bạn sẽ có 40 lượt để các bạn đi cái chiến dịch này nha bạn. Và cái màn 1 của nó là mình nhớ là khoảng mười mấy á, mười mấy. Màn 2 sẽ là khoảng bao nhiêu đó. Thì các bạn sẽ đi khá là lẹ, trong khoảng 3 4 ngày là các bạn sẽ lên được cái màn 5. Và các bạn lưu ý cho mình là ở cái sau khi mà các bạn lưu ý cho mình thì các bạn sau khi mà các bạn đánh hết 40 lượt cái chiến dịch này ở mỗi ngày á thì các bạn sẽ hoàn thành hết cái nhiệm vụ này để lấy cái hai mảnh rare này bạn. Hai mảnh rare bây giờ rất là đáng giá. Và các bạn sẽ lấy cái bình dược này để đi cái thử thách cục tối. Thử thách cục tối cũng sẽ giúp các bạn kiếm được các mảnh rare này. Thì các bạn nhớ là đánh xong 40 lượt mỗi ngày, các bạn sẽ qua các bạn làm hết các nhiệm vụ hàng ngày, bạn làm cao điểm nhất có thể. Tốt nhất là hoàn thành 100% luôn cái nhiệm vụ hàng ngày này. Cái nhiệm vụ hàng tuần này thì các bạn không cần phải chú ý tới khi mà các bạn tham gia vào game. Thì sau khi mà hoàn thành xong cái nhiệm vụ hàng ngày là đã xong rồi các bạn. Thì nếu mà các bạn đã mở được cái thử thách ngục tối á thì các bạn sẽ đánh cái ngự hết cục tối luôn, còn các bạn không mở được thì thôi. Cái chính vẫn là các bạn sẽ đi nhanh nhất có thể ở cái phần chiến dịch. Các bạn đi hết 40 phần chiến dịch mỗi ngày, lượt chiến dịch mỗi ngày và đi nhanh nhất có thể. Thì mình sẽ qua cái account mà mình lên tới cái 5.1 nha bạn. Cái map 5.1 rồi. Thì khi mà các bạn lên được cái 5.1 rồi á thì các bạn sẽ nhận được các nhiệm vụ như thế này. 20 điểm các bạn sẽ được cái 1 giờ vàng, 2 giờ vàng. Hai lượt đánh đấu trường, hai cái mảnh rare ở cái 60 điểm này, một cái mảnh epic và cái cuối là cái rất quan trọng các bạn sẽ được 25 token he và một cái bình tiên dược. Và những cái bạn ở chapter 1 tới chapter 4 các bạn lưu ý là ở cái phần tháp cuồng nộ này. Khi mà các bạn tham gia được vào cái phần tháp cuồng nộ này các bạn sẽ phải đi từ từ thôi. Bởi vì càng lên cao thì tháp cuồng nộ này nó càng khó và nó rất là khó luôn, cho nên là về cái tháp cuồng nộ này các bạn đi mỗi ngày một lần thôi để hoàn thành cái nhiệm vụ ngày thôi bạn. Như mình thấy, như các bạn thấy là mình lên tới chapter 5 nhưng mà mình chỉ đi tới cái tầng 10 thôi bạn. Tức là mỗi ngày mình chỉ đi đúng một tầng cái tháp cuồng nộ này thôi. Bởi vì đi nhiều cái tháp cuồng nộ này nó rất là khó và yêu cầu các bạn phải nâng cấp đội hình rất là nhiều. Thì sau khi mà các bạn lên được cái chapter 5 rồi là các bạn khỏe rồi các bạn. Bây giờ các bạn mỗi ngày các bạn sẽ nhận được khoảng 25 đồng token he và nhiệm vụ các bạn sẽ làm nó sẽ là khá dễ. Tức là các bạn sẽ chiến đấu hai cái lượt đấu trường này. Thì để chiến thắng hai lượt đấu trường này các bạn chỉ cần nâng cấp cân tướng của mình lên khoảng 40 60 với một cái đội hình đẹp là các bạn đã có thể chiến thắng được hai cái này là khá là dễ dàng. Tháp bùng nổ các bạn chỉ nên đi một một lần thôi trong ngày. Tức là các bạn sẽ được 40 điểm nè. Về cái bang hội hiện tại thì nó đã fit lại rồi. Thì bây giờ yêu cầu các bạn sẽ phải tham gia vào cái bang hội. Các bạn nên tìm cho mình một cái bang hội để có thể tham gia. Thì các bạn có thể tìm ở trên đây nữa bạn. Thì các bạn sẽ phải tốn phí bang hội nha. Và các bạn nên tìm một cái bang nào mà uy tín để các bạn có thể tham gia lâu dài. Tiếp theo là nâng cấp trang bị thì nó khá là dễ dàng và các bạn sẽ có thể được 10 điểm. Thì mình tính là 10 20 nè.
40, 60 điểm. Chiến dịch thì các bạn sẽ đi 2 lần. Mỗi ngày thì các bạn sẽ được khoảng 30 điểm nữa, là khoảng 90 điểm. Và lên cấp tướng rất là dễ, là các bạn sẽ được 100 điểm. 100 cái điểm này mỗi ngày, và các bạn sẽ nhận được 25 đồng token hair và một cái bình tiên dược. Và cái bình tiên dược này rất là quan trọng. Mỗi ngày các bạn nhận được bình tiên dược, các bạn sẽ vào thử thách ngục tối và các bạn sẽ đi cái bình tiên dược này. Thì đến cái chapter 5 này, các bạn nên chú ý về cái nhiệm vụ hàng tuần nha các bạn. Và mình quên nói là cái khi mà các bạn đi như vậy một lèo lên, một lượt lên cái chapter 5 như vậy á, thì ở cái phần tiến trình này, ở dưới là khoảng từ chapter 1 tới chapter 4, thì mỗi khi mà các bạn hoàn thành một chương thì các bạn sẽ được khoảng 15 cái mảnh rare này. Và các bạn đi lên tới chapter 5 là các bạn sẽ hoàn thành được khoảng 4 lần, là các bạn đã đủ hết 60 cái mảnh rare và các bạn có thể mở tướng rồi. Nó rất là lẹ luôn. Và nó chỉ tốn khoảng tầm 4 đến 5 ngày, khoảng 3 đến 4 ngày để các bạn có thể hoàn thành và lên được cái chương 5. Thì các bạn sẽ chú ý về cái nhiệm vụ hàng tuần này khi mà các bạn lên được cái chapter 5. Đây các bạn, chiến dịch 5 lần nè, thì các bạn sẽ hoàn thành được khi mà các bạn đi từ 1 tới 4 rồi. Mua cửa hàng ban hội, thì cái này các bạn phải tham gia ban hội các bạn mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Chiến thắng đấu trường 15 lần. Thì cái đấu trường 15 lần các bạn thì cũng sẽ rất là dễ, là các bạn sẽ có thể hoàn thành được ngay. Tháp cuồng nộ này mình khuyên các bạn là nên đi mỗi ngày một lần thôi, cho nên là các bạn đừng có vội. Các bạn đi mỗi ngày một lần thì trong tuần chắc chắn là bạn sẽ hoàn thành được cái này thôi, không có vấn đề gì cả. Tuần có 7 ngày lận các bạn. Thăng bậc tướng mình sẽ bỏ qua, bởi vì thăng bậc tướng này nó sẽ cần các bạn sẽ mua những cái con tướng trên cái marketplace. Thì 40 điểm nè bạn, thêm cái này nữa là 50 điểm. Mua vật phẩm trong cửa hàng thử thách, thì các bạn đi cái thử thách ngục tối. Cái việc mà mục đích chính mà các bạn đi cái thử thách ngục tối này là để các bạn có thể kiếm được cái điểm thử thách. Và các bạn sẽ vào cái cửa hàng ngục tối này, các bạn mua những cái mảnh này nè bạn. Thì đây là cái mục đích chính nha bạn. Các bạn càng có nhiều mảnh này, tập hợp đủ 60 mảnh thì bạn sẽ triệu hồi được một con tướng. Thì đó là cái cách chơi game chính và cái cách earn chính trong con game này sau cái bản cập nhật 0.5.3. Thì sau khi mà các bạn mua hết những cái này rồi đó, thì nếu mà các bạn có dư điểm nữa và các bạn đánh trong một tuần, các bạn có thu thập được nhiều điểm nữa, thì các bạn sẽ bấm vào cái nút này. Bởi vì cái việc mà nó tự động làm mới á, nó sẽ lên đến khoảng 20 ngày đến 30 ngày lận bạn. Cho nên là đó là một khoảng thời gian rất là lâu. Các bạn có thể bấm vào đây và các bạn sẽ chịu trả cho nó 25 đồng he để làm mới lại. Nhưng mà việc làm mới này cũng rất là có lợi, để bởi vì các bạn sẽ có thể sử dụng được các điểm này để mua tới 15 mảnh rare lận. Và các bạn sẽ có thể làm xong được cái nhiệm vụ hàng tuần luôn. Đây, nhiệm vụ hàng tuần thì 10 20, ở dưới đây là 40 nữa, là khoảng 60 điểm. Hoàn thành tuần thứ 3 trong thử thách ngục tối thì các bạn sẽ build up cái đội hình của mình cho sao thật mạnh. Thì đây là cái cách mà các bạn có thể chơi. Các bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ những cái người chơi trong group game này, là các bạn sẽ có thể qua được cái thử thách này. Và cái bình tiên dược nó rất là quan trọng để các bạn có thể vượt qua thử thách nha bạn. Thì các bạn sẽ có thể nhận được 30 điểm này. đó bạn, 70, 80, 90, tức là 90 điểm. Còn cái triệu hồi tướng thì các bạn có thể bỏ qua, là bởi vì một tuần chúng ta sẽ không có cái cuộn triệu hồi đó bạn.
Bây giờ nhiệm vụ hàng ngày khi bạn lên chapter 5 nó cũng không có cái cuộn triệu hồi. Cho nên là cái nhiệm vụ này cũng sẽ bỏ qua. Tương ứng với cái nhiệm vụ này các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được khoảng 90 điểm. 90 điểm là các bạn sẽ có được cái một cái cuộn triệu hồi và 50 token hair nhé các bạn. Một cuộn triệu hồi và 50 token hair thì đó là cái mục tiêu của nhiệm vụ hàng tuần khi mà các bạn tham gia vào game này và lên được cái chapter 5. Thì đó là cách chơi mới nhất khi sau cái bản cập nhật 0.5.3, tức là các bạn cái mục đích chính là các bạn sẽ phải đi chiến dịch thật nhanh nhất có thể và các bạn sẽ lên chapter 5. Từ chapter 5 các bạn mới có thể kiếm được cái token hair và làm cái nhiệm vụ hàng ngày hàng tuần và có thể là thu được lợi nhuận từ con game này từ cái chapter 5 nhé bạn. Còn các chapter 1 và chapter 4 thì các bạn sẽ không thu được lợi nhuận, không được token hair nữa, cho nên là mình nghĩ là các bạn không nên đi từ từ ở những cái chapter đó mà các bạn phải đi một lượt lên cái chapter 5 luôn. Thì như vậy sẽ khiến cho các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian các bạn hoàn vốn và kiếm lợi nhuận trong cái con game này. Và khi các bạn lên tới chapter 5 này, các bạn sẽ đi từ từ thôi nha các bạn. Thì khi mà mình lên chapter 5, bởi vì cái sau cái bản cập nhật thì chapter 8 và chapter 5 nó đều có cái reward như nhau. Cho nên là ở chapter 5 các bạn sẽ nên đi từ từ thôi. Mỗi ngày các bạn hoàn thành đủ cái nhiệm vụ hàng ngày. Và các bạn trong tuần các bạn nhiều hoàn thành đủ cái nhiệm vụ hàng tuần là đã đủ yêu cầu rồi các bạn. Để các bạn có thể kiếm trong cái con game này, các bạn không cần phải đi nhanh, đi nhiều. Bởi vì khi bạn lên cái chapter càng cao á, thì yêu cầu các bạn sẽ phải nâng cấp đội hình càng nhiều. Thì như vậy là mình đã trình bày xong về cái cách chơi dành cho người mới khi tham gia vào game, cũng như là có ý định tham gia vào game. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.